Trong các bộ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, ngoài những anh hùng dọc ngang thiên hạ, những bộ võ công độc bá còn có rất nhiều những món tuyệt thế thần binh. Đây đều là những binh khí lợi hại giúp chủ sở hữu tung hoành giang hồ. Chính vì vậy dẫn đến những cuộc tranh cãi xem đâu là món binh khí bá đạo nhất. Và đây là năm thần binh mạnh nhất trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Trong số này, những món vũ khí nổi tiếng nhất có thể kể đến Ỷ Thiên Kiếm hay là Đồ Long Đao. Tuy nhiên, để xếp vào hàng mạnh nhất trong thế giới võ hiệp Kim Dung, không thể không nhắc đến Huyền Thiết Trọng Kiếm. Huyền Thiết Trọng Kiếm được xem là binh khí vô cùng lợi hại trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, gắn liền với hai cao thủ võ lâm, Độc Cô Cầu Bại và Dương Quá. Huyền Thiết Trọng Kiếm được rèn từ thép đen, loại thép chân quý nhất trong thế giới võ hiệp. Thứ huyền thiết này là vật chí bảo trong thiên hạ, tìm thấy một lạng cũng đã khó rồi. Đao, kiếm, thương, giáo thông thường, khi đúc chỉ cần pha vào vài tiền nửa lạng là đủ thành binh khí sắc bén. Thanh kiếm này bề ngoài xấu xí, trông thì không sắc bén, nặng đến hơn 100 cân, nặng nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Dương Quá lúc cầm không ngờ nó nặng đến thế nên đánh rơi xuống. Chàng cúi nhấc nó lên, lần này có phòng bị, không mấy khó khăn để nhấc lên. Thấy kiếm không có lưỡi sắc, mũi kiếm thì tròn như hình bán cầu nên nghĩ bụng. Thanh kiếm đã nặng, sử dụng bất tiện, lại không có lưỡi sắc và mũi nhọn, kỳ lạ thật. Người sử dụng được huyền thiết trọng kiếm phải có sức khỏe hơn người, nội công thâm hậu. Do đó chỉ có những nhân vật sở hữu võ công thượng đỉnh như Độc Cô và Xương Quá mới có thể phát huy hết được uy lực của kiếm. Độc Cô Cầu Bại trước năm 40 tuổi dùng huyền thiết trọng kiếm tung hoành thiên hạ mà không tìm ra đối thủ. Dương Quá cũng nhờ thanh kiếm này mà trở thành đệ nhất cao thủ bất khả chiến bại trong bộ tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ. Dù khá khó sử dụng, lại không sắc bén, nhưng mỗi chiêu của huyền thiết trọng kiếm đánh ra có sức công phá khủng khiếp, có khả năng đánh tan cả một đạo quân và phá nát những loại bảo giáp tốt nhất. Vậy tại sao Quách Tĩnh và Hoàng Dung lại phá hủy một bảo kiếm như huyền thiết để rèn nên một binh khí khác? Có ý kiến cho rằng huyền thiết trọng kiếm là một binh khí khó sử dụng. Người sử dụng được thần binh này bên cạnh có sức khỏe bất phàm, còn phải có nội lực thâm hậu. Do đó chỉ có những nhân vật sở hữu võ công thượng đỉnh như Độc Cô Cầu Bại và Dương Quá mới có thể phát huy được hết uy lực của thanh kiếm. Về phần Quách Tĩnh, ông cũng là người vốn có nội công thâm hậu, nhưng do võ công ông luyện là Hàng Long Thập Bát Trưởng nên không cần sử dụng binh khí. Do đó sau Độc Cô Cầu Bại và Dương Quá thì không còn ai sử dụng huyền thiết trọng kiếm. Hoàng Dung thấy tình thế cấp bách nên đã cùng Quách Tĩnh đem huyền thiết trọng kiếm và cặp đôi quân tử thục nữ kiếm đúc thành hai bảo vật chí tôn là Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm, đem võ mục di cư và cửu âm chân kinh giấu vào trong đao kiếm để không cho rơi vào tay người Mông Cổ. 2. Đồ Long Bảo Đao. Đồ Long Đao xuất hiện trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký được vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung rèn ra từ huyền thiết trọng kiếm, được Dương Quá tặng lại kèm với một số khoáng thạch hiếm có. Trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cố nhà văn Kim Dung mô tả Đồ Long Đao là nguyên nhân gây ra những tranh chấp trong chốn võ lâm. Người ta đồn rằng ai sở hữu được thanh Đồ Long Đao có thể là minh chủ võ lâm, có quyền hiệu lệnh thiên hạ. Đồ Long Đao được miêu tả là một thanh đao to bản, đen chũi, nặng hơn 100 cân, vô cùng sắc bén, có sức mạnh phá thiên diệt thế, uy lực vô song. Bất kể vũ khí nào khác phạm vào lưỡi của Đồ Long Đao, trừ Thánh Hỏa Lệnh, đều phải tan thành 100 mảnh. Bên cạnh đó, Đồ Long Đao còn cất giấu tuyệt thế võ công Hàng Long Thập Bát Trưởng và Võ Mục Di Thư, binh pháp hành quân bố trận trên chiến trường của danh tướng Nhạc Phi thời Tống. Bởi vậy mà ai có được Đồ Long Đao sẽ có khả năng hiệu lệnh thiên hạ. Người thợ rèn thanh Đồ Long Đao cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung là một đệ tử cũ của Hoàng Dược Sư. Lúc đầu rèn đã gặp vô vàn khó khăn bởi thanh đao được rèn ra từ huyền thiết trọng kiếm nên quá cứng, nhưng vì vậy lại bị dễ gãy nát. May thay được Hoàng Dược Sư hỗ trợ bằng một khối kim loại có xuất xứ thần bí. Thanh đao sau khi rèn xong chém sắt như chém bùn, không gì phá vỡ nổi. Chủ sở hữu đầu tiên của Đồ Long Đao là Quách Phá Lỗ, con trai út của Quách Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi thành Tương Dương bị thất thủ và rơi vào tay người Mông Cổ, sau đó bị thất lạc trên giang hồ và theo thời gian rơi vào tay của Tạ Tôn. Sau này trong tiểu thuyết, Trung Nguyên Chương nhờ được Trương Vô Kỵ giao lại Đồ Long Đao mà trở thành võ lâm chí tôn và lên ngôi hoàng đế. 3. Là Ỷ Thiên Kiếm. Ỷ Thiên Kiếm là thanh kiếm do Hoàng Dung và Quách Tĩnh rèn từ phần còn lại của huyền thiết trọng kiếm sau khi rèn xong Đồ Long Đao. Có bản lại nói là được rèn từ quân tử kiếm và thục nữ kiếm.
Vì thế, Ỷ Thiên Kiếm là thanh kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ, chỉ có Đồ Long Đao mới có thể sánh ngang. Trong thời Tương Dương đang hỗn loạn, Hoàng Dung thấy tình thế cấp bách nên đã viết ra một số võ công trong Cửu Âm Chân Kinh theo cách luyện tốc hành để luyện nhanh chóng và bỏ vào cùng thanh Ỷ Thiên Kiếm. Tương Dương sau đó bị thất thủ. Cả gia đình Quách Tĩnh đều tự vẫn, ngoại trừ Quách Tương lúc đó ở xa nên thoát nạn. Sau khi biết được chuyện đó, Quách Tương vì đau buồn nên đã bỏ lên tu ở trên núi Nga Mi. Ngay tại nơi này, cô đã sáng lập gia phái Nga Mi và cũng là chủ sở hữu đầu tiên của Ỷ Thiên Kiếm. Ỷ Thiên Kiếm được miêu tả là chứa luồng hàn khí đáng sợ, chỉ cần kiếm ra khỏi vỏ là đã lấn át khí thế của kẻ thù, và mỗi khi xuất chiêu thì ắt nhuốm máu địch. Thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, mang trong người sức mạnh bất khả chiến bại của Độc Cô Cầu Bại năm xưa. Trưởng môn đời thứ ba phái Nga Mi là Diệt Tiêu Sư Thái, võ công chỉ thuộc hàng khá. Nhờ có thanh tuyệt kiếm này mà tung hoành ngang dọc trong thiên hạ, khiến người người nể sợ. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu Chỉ Nhược nhờ di chiếu của Diệt Tuyệt Sư Thái mà đã khám phá ra bí mật trong Ỷ Thiên Kiếm lẫn Đồ Long Đao, tìm ra bí kíp Cửu Âm Chân Kinh rồi tu luyện theo. Ỷ Thiên Kiếm vì thế bị gãy làm đôi. Sau này đệ tử Minh Giáo vì căm hận thanh kiếm này nên đã bỏ đi không giải lại, và Ỷ Thiên Kiếm hoàn toàn biến mất ở trên giang hồ. Số 4 là Kim Xà Kiếm. Kim Xà Kiếm được mệnh danh là đệ nhất thần binh trong tiểu thuyết Bích Huyết Kiếm, là bảo vật trấn phái của Ngũ Độc Giáo, sau gắn liền với tên tuổi của Kim Xà Lang Quân, Hạ Tuyết Nghi và sau này là Viên Thừa Chí, có sắc vàng và đầu kiếm như lưỡi rắn. Đặc trưng làm nên tên tuổi của thanh kiếm kỳ lạ này là mỗi khi vận dụng nội công truyền vào, kiếm sẽ biến sắc, chuyển sang màu vàng, tỏa ra kim quang chói lóa, đầu kiếm phân ra như lưỡi rắn. Đây được xem là thanh bảo kiếm kỳ dị, có uy lực bậc nhất trong các bộ tiểu thuyết, đã giúp Kim Xà Lang Quân tung hoành thiên hạ, báo thù cho gia tộc. Viên Thừa Chí tình cờ phát hiện Kim Xà Kiếm và Kim Xà Bí Kíp mà cũng trở thành cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Và số 5 đó là Chủy Thủ Vi Tiểu Bảo. Chủy thủ này được Vi Tiểu Bảo tìm thấy trong khi tịch biên tài sản tại nhà Ngao Bái. Lưỡi đoản kiếm này nhìn bề ngoài khá cũ kỹ, khó coi, có màu đen, đoán rằng cũng được rèn từ thép đen, chẳng khác gì một thanh kiếm gỗ. Tuy vậy, đoản kiếm này lại chém sắt như chém bùn. Mỗi khi lưỡi kiếm được rút ra thì tỏa ra một luồng khí lạnh rợn người. Vi Tiểu Bảo dùng nó chém nhẹ các bảo kiếm khác thì không khác gì chém gỗ, chém đao như là cắt cây cỏ. Nhờ thanh bảo kiếm này mà Tiểu Bảo đã chiến thắng rất nhiều cao thủ như Ngao Bái cùng hàng chục tên Lạt Ma Tây Tạng. Thậm chí, độ sắc bén kinh hồn của thanh chủy thủ vô danh này đã làm dấy lên cuộc tranh luận, khi có không ít ý kiến cho rằng nó hoàn toàn là món binh khí lợi hại nhất trong các bộ tiểu thuyết võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung. Còn bạn thì bạn ấn tượng với binh khí nào?